4. The Horned God. Thần thiên nhiên mang trên đầu cặp sừng hươu, đứng trong rừng, bao quanh là những sinh vật hoang dã trong lãnh địa của ông. Ông là người cai trị khu rừng và là chúa tể muôn thú, một nhân vật khỏe mạnh, đầy uy quyền, thông thái và khả năng sinh sản. Sức mạnh của ông đến từ sự nỗ lực và tài lãnh đạo của mình, nhưng được tôi luyện bằng sự chấp nhận, trách nhiệm đi cùng với địa vị của ông. Vì ông là một vệ binh của thiên nhiên, là người bảo vệ và là người duy trì chu kỳ tự nhiên của sự sống dưới sự chăm sóc của ông. Ông biết mình cũng nằm trong chu kỳ đó và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò của mình xuyên suốt các mùa khi ông duy trì việc nuôi dưỡng đất đai bằng cuộc hôn phối với Earth Mother vào lúc hạ chí. Ông gieo mầm sống vào nàng, để lại năng lượng sinh sản của mình cho nàng chăm sóc khi ông biến thành xác. Giờ đây, dù ông rất khỏe và nhận thức được sức mạnh của mình, nhưng vẫn là người tốt bụng, lịch thiệp và hào phóng. Với sự trù phú của mình, Horn God được tôn vinh là một người hảo tâm và bảo hộ, nhưng đồng thời cũng là thần săn bắn hoang dã. Phản ánh quãng thời gian khi mà công việc săn bắn là điều cần thiết để sinh tồn. Thật vậy, ta có thể truy nguyên lại thời xa xưa mà khi đó hình ảnh của ông được mô tả như một thợ săn được vẽ trên những hang động thời cổ đại, là một vị pháp sư có cặp sừng và mặc đồ đang sử dụng phép thuật để cuộc đi săn thành công. Horn God là chúa tể của rừng xanh, cây cối trên trái đất và vương quốc muôn thú. Ông xây dựng và cai trị lãnh địa của mình khắp các vùng hoang dã và thể hiện chu kỳ sự sống trong sự thay đổi của các mùa. Ông thương xót những con vật phải hoàn thành vai trò của mình như con mồi và kẻ đi săn mồi. Tất cả đều chỉ là theo bản chất tự nhiên của giống loài, vì ông chỉ dạy rằng thần linh Divine Spirit hiện diện trong vạn vật. Horn God nhắc nhở người thợ săn cần cầu nguyện cho những con thú bị săn với nhận thức về sự hòa hợp của vạn vật trong hệ sinh thái mà chúng cư ngụ. Vì một loài có thể gây hại cho loài khác, cũng có thể là thức ăn của một loài khác nữa. Cây hương phong thảo dại đại diện cho quyền lực, sức mạnh, sinh sản và năng lượng, nở những bông hoa rực rỡ màu đỏ, màu của máu, mọc tầm quanh thần. Những con quạ biểu tượng cho thông điệp, sự bảo hộ, sự tăng trưởng và sự dẫn dắt bay vòng quanh trên đầu, trong khi một con đang thì thầm tin tức về thế giới cho Horn God. Năm, The Hybrids. Hybrids của cộng đồng đội một vòng khuyên mặt trời khi đứng giữa vòng tròn đá và tiến hành nghi thức kêu gọi năng lượng mặt trời và sức mạnh của thần vào trong chậu nước. Ông điều khiển năng lượng bằng thanh dao găm mà ông cầm trên tay để tạo nên nước thánh. Khi giơ tay còn lại ở tư thế an ban phước, những thanh pha lê chìa ra ngoài cái chậu, tỏa năng lượng mặt trời và thanh tẩy không gian linh thiêng, phù hộ cho cộng đồng ở một nơi xa hơn. Sau đó, nước thánh có thể được sử dụng cho các mục đích tâm linh, nghi thức hành lễ, thanh tẩy và mang đến sức mạnh cho các hoạt động phép thuật. Đây là lá bài truyền thống và tổ chức thực hành tâm linh giống như những thứ mà chúng ta thấy trong quyển sách bóng tối Book of Shadows. Nghi lễ được thực hiện để tôn vinh thần, cũng đồng thời hướng nguồn sức mạnh và năng lượng phép thuật thông qua buổi lễ hợp nhất và mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Thực hành phép thuật được hệ thống hóa và thiết lập để nó có thể được truyền lại cho các thế hệ tương lai thông qua sách hướng dẫn và hoạt động kỷ niệm theo lễ nghi. Trong truyền thống của Pagan giáo, vai trò của nam thần và nữ thần có liên quan tới mặt trăng, mặt trời và được mô tả trong nghi thức của Hybrids và Hybrids. Cùng với nhau, họ đại diện cho thánh thần ở trạng thái cân bằng, mỗi người đều đóng góp một sự kết nối chặt chẽ cho cộng đồng. Sức mạnh của kết cấu này tạo ra một thông lệ quen thuộc và thoải mái, trong đó tuân theo các quy phạm xã hội và thấm đẫm cảm giác thái bình, là nơi để mọi người trong cộng đồng phơi mình dưới ánh nắng của mặt trời từ tâm. Sự cá tính quá mức cũng có thể giống như một vụ nổ mặt trời, nguy hiểm, không kiểm soát và phá hủy. Do đó, Hybris là hình tượng của uy quyền trong các vấn đề tâm linh, là một người đã học và được huấn luyện về dạy dỗ và thực thi các nghi lễ cho vai trò cộng đồng của mình. Lá bài này ám chỉ sự ảnh hưởng của tổ chức trong các nguyên tố để tránh thất thoát tài chính ở cung mệnh thổ, đấu tranh tâm lý ở cung mệnh khí, hỗn loạn trong sự nghiệp ở cung mệnh hỏa và cảm xúc đau khổ ở cung mệnh thủy. Thông qua sự vận hành bên trong kết cấu của thần mặt trời, năng lượng được kiểm soát và đảm bảo an toàn. Cỏ thi đại diện cho nam thần, quyền lực,
phúc lành, năng lượng và sự bảo hộ có trên bệ thờ và mọc tràn lan quanh vòng tròn đá. Còn chim sẻ đại diện cho thần mặt trời, cộng đồng và sự an toàn, bay vòng quanh phía trên.